Tháng 3 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đà Nẵng được Sở Y tế thành phố mua bổ sung một máy nhân gen và đọc kết quả xét nghiệm real-time PCR với giá gần 1,4 tỷ đồng. Thiết bị này là loại máy real-time PCR Aria MX của hãng Agilent Mỹ, sản xuất tại Malaysia. Trước đó, thành phố đã có một loại máy nhân gen và đọc kết quả xét nghiệm phục vụ trong công tác nghiên cứu vi sinh vật đã hoạt động được 5 năm. Việc bổ sung thêm một máy cùng loại sẽ giúp địa phương khoanh vùng và xử lý kịp thời trong tình huống dịch bệnh. Xét nghiệm SARS-CoV-2 cần 3 thiết bị là máy tách chiết AND-ARN tự động, máy chia mẫu tự động, máy nhân gen và đọc kết quả xét nghiệm real-time PCR. Tuy nhiên, công đoạn tách chiết và chia mẫu vẫn được các nhân viên CDC thực hiện thủ công. Sau khi thì chúng ta cái thời gian mà chiết tách này thì nó có chiếm thời gian, nếu làm bằng thủ công thì cũng rất là khá lâu, khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau khi chúng ta chiết tách qua nhiều bước để chiết tách ra cái vật liệu di truyền ARN thì sau đó thì chúng ta sẽ đưa vào máy nhân gen là giai đoạn cuối cùng và trải qua những bước tổng hợp và để tạo ra những vật liệu di truyền, thì sau đó thì máy sẽ đọc tùy cái kết quả để từ đó thì chúng ta có thể xác định được đó là âm hay là dương. Đây là phương pháp định tính, đây là phương pháp định tính, thì tùy theo số lượng của virus ở trong đó, nếu có thì chúng ta sẽ đọc là dương tính, còn nếu mà không có thì chúng ta sẽ đọc là âm tính. Tại Đà Nẵng có 11 nhân viên chuyên phục vụ xét nghiệm COVID-19. Cùng với sự hỗ trợ của hai máy real-time PCR, mỗi ngày trung tâm có thể hoàn thành được khoảng 400 mẫu bệnh phẩm. Tính từ ngày 7 tháng 3 đến nay, CDC Đà Nẵng đã thực hiện xét nghiệm hơn 5.000 mẫu bệnh phẩm, trong đó có 6 mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.